Sumoviet.vn bán đích nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào bạn, mời Việt sẽ chơi lại vị tướng tủ Tunen nha. Bởi vì nếu cất trong tủ quá lâu thì sẽ quên mất rằng Geneco Mobile từng có chùm mít Tunen. Hiện tại ít anh em chơi cực kỳ, bởi vì bây giờ là cái meta khống chế như kiểu Aether, Azenka, anh em chơi thì lại cực kỳ nhiều. Còn Tunen mặc dù vẫn rất mạnh nếu anh em biết chơi thì lại vắng bóng trên mọi bước rank. Hôm nay Môn Việt sẽ hướng dẫn anh em chơi Tunen, phát huy tối đa sức mạnh để các bạn trở thành BSK, BS mid nha. Ok, đầu tiên là chiêu 2, sau đó chiêu 1 giữ người. Đây là cái combo để anh em tiêu diệt tướng địch ở khoảng cách gần rất là tốt. Nhớ dùng chiêu 2 trước, dùng chiêu 1 dễ trúng hơn rất là nhiều nha. Đó là kinh nghiệm thứ nhất để chơi Tunen tốt, và rất nhiều kinh nghiệm nữa để cái nhân tốt hơn bằng việc của Tunen và thời điểm. Hôm nay Mô Việt xin được hướng dẫn tận tình lại giúp anh em hiểu rõ hơn về vị tướng tủ này của mình nha. Sắp tới thì có cái gì mà Zata, cái gì mà Pen, toàn vị tướng kinh khủng thôi, đi mid cực kỳ lợi hại. Tôi không biết Tunen còn có vị trí nào trong đầu anh em nữa không thì mình cũng không biết, nhưng mà đối với Mô Việt đây là vị tướng mạnh, rất mạnh, khả năng sốc đam và kiểu là bắt những vị tướng kém cơ động và khống chế dườm già như AK. Gặp Tunen tắt điện ngay, không được thi đấu đâu anh em ơi. Bây giờ bạn chưa có Liam, tẹo nữa là có Liam thì mọi chuyện sẽ khác nha, anh em phải hết sức cẩn thận. Wow, anh chóc ơi. Em né rồi nha. Wow, mày chuối, cái này là không được đâu nha. Một pha giật ra biết rất kinh khủng của kỳ của không mà yêu cơ, nhưng kỳ làm cái gì bạn ơi, mình xin đùa với anh Tunen à. Điện giật sấp mặt, bây giờ điện giật nè, rồi tiếp tục là nồi điểu mình xin chip bột kêu. Ở đây có phải là cái pha ra mít hiến mạng không nhở? Tôm lặng lại xanh rồi. Các bạn đừng khinh thường sức mạnh của Tunen. Nếu anh em bảo Tunen không có đam, đam bé. Nếu anh em bảo Tunen không khả năng khống chế, thì không có khả năng khống chế thật. Nhưng mà nếu các bạn chơi tốt vị tướng này, bạn lâng chiêu đúng thì lại cực kỳ mạnh. Nhớ là lâng mắc chiêu 2 thời điểm hiện tại nha. Và khi các bạn mắc chiêu 2 rồi, các bạn lôi động liên tục cực kỳ sướng và tích lũy lôi động cũng nhanh hơn. Nói chung là các bạn sẽ cơ động hơn và di chuyển nhanh hơn, cộng với việc các bạn núp bụi như này này, nếu tôi định đến thì các bạn nhảy chiêu 2 sẽ cực kỳ đau đó. Chạy thế nào với cái nồi điểu không chết thì nồi động cho bạn lên bảng số. Trận này thì Azenka ăn rổ hành rồi vì bạn định gặp Beck Tunen đấy. Sương sương xóm mạng ơi. Trời, chưa kịp gáy thì anh khỉ đã cho mình một cái gậy vô đầu rồi, khỏi gáy luôn, mất điểm ở nhà anh em ơi. Tiếp theo phân tích về cái bảng ngọc cho Tunen, vẫn sử dụng như cũ thôi anh em ơi. Góc đỏ công phép xuyên giáp phép, ngọc lục tốc đánh xuyên giáp phép và bảng ngọc tím máu đa hồi máu tốc chạy. Còn cái phù hiệu thì mình sử dụng thánh thuẫn trong trận đấu này nhá. Anh em có thể sử dụng thần quang hoặc thánh thuẫn tùy trận đấu. Nếu các bạn sốc đam như kiểu là Joker hay kỳ của không đấy, anh em nên cái dùng cái thánh thuẫn để các bạn đỡ bị chết quá nhanh, không kịp nhảy lối động. Mình đến đây, ở đâu có mạng, ở đâu đó có lôi điểu. Không được cái mạng nào thế này. Không đúng với phong cách của Mô Việt cho làm đâu.
Trước khi vào cho trai anh em nếu lấy được cái nội tại nội điện thì quá tuyệt vời nha. Mình đang đến đây. Cố lên nào Hayate, đừng để thì bạn ấy trụ. Rồi. Nồi điệu không ăn mạng nhưng 2 giây nữa hồi chiều thì chắc chắn Joker chạy đi đâu. Mình xin mạng thứ 7 nha. Đã để tích được 10 con đồng nọc à không. 10 cái nội tại nội điện xoay quanh người như thế này thì rất đơn giản thôi. Các bạn tích được 4 điểm nội tại nội điện này. Đó như thế này này. Sau đó anh em dùng nồi điểu, các bạn giết được tướng địch là các bạn sẽ có 10 con đồng nọc thôi. Rất đơn giản anh em ơi. Những cái pha giao tranh như đông đông này anh em nên dùng cho một cấu chìa từ xa, tích nội tại nội điện. Nếu mà cảm thấy là tướng địch yếu máu, lao vô thật nhanh bằng cái chiêu 2, kết hợp chiêu 1 và lôi điểu nha. Quá ghê đấy. Lại Joker là toàn sốc đam mình thôi. Tí thì sắp mặt rồi. Thỏ mặt ra, thỏ mặt ra. Đây 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 này, anh em ơi. Quý nhảy qua này. Mình xê. Ây à, bác Guido đỡ rồi. Thế thôi anh em ơi. Tiếp tục là xin cái bùa xanh từ bản bắt tục của ai. Có rừng mà không cần mana ấy. Các bạn chơi pháp sư được giữa cực kỳ sướng. Các phiên bản tiếp theo thì Tunen không được tăng sức mạnh, nhưng mà Imit các bạn được nhiều vàng, nhiều kinh nghiệm hơn. Và cái phù hiệu niềm đặt bệnh sẽ bị giảm sức mạnh. Cái phù hiệu niềm đặt bệnh chỉ tồn tại trong 3 phút, từ phút thứ 3 đến phút thứ 6. Và giảm cái khả năng tăng tốc chạy. Nói chung là cái phù hiệu khắc chế của Tunen mà giảm sức mạnh thì anh em chơi Tunen sẽ sướng hơn rất là nhiều rồi. Sẽ không có chuyện là có những bạn đến phút thứ 10 còn chưa mất cái niềm đâu. Phút thứ 6 là tự mất niềm rồi. Ok, quá tuyệt vời. Mình đến đây, mình đến đây. Có nội tại nội điện phải đến thật nhanh để giật tim bạn này. Rồi, mất luôn. Không sao. Kỷ nè. Thôi, ăn giải ca cho dễ. Kỷ tàng hình mất tiêu rồi. Hiện tại thì mình đã mắc chiêu 2 và có bùa xanh. Thực sự anh em ơi, cái chiêu 2 tích cực kỳ lẹ. Và mình có thể sử dụng lôi động liên tục. Rồi, bạn này thích solo mình ạ. Trời ơi, tay đánh hơn não kìa. Một cái pha mà chiêu cuối tốc biến rất là hay. Nên đúng lúc đó thì mình đã nhảy chiêu lôi động trước một chút xíu rồi. Thế nha, bạn đấy bị mù mắt. Guido lại chiêu cuối này. Mình xin. Ê, cái tên này có vẻ trâu ấy nhở. Của đấy là tầm 20% máu không chết. Bình tĩnh nào. Ừ, không thể băng chủ đâu nha. Băng chủ thì cứ đừng để bố thôi. Và ăn mạng cứ để mình cho. Đánh tốt đen anh em nhớ để cái phần trăm máu thấp nhất nha. Đó, ơi, ơi kìa. Ôi, không chết à. Ôi, ôi. Thôi xong rồi. Tính sai rồi. Bác Guido quá là trâu đi. Tính sai anh em ơi, thành ra là mình nôi điểu không chết được Guido và bị bạn ấy choáng sấp mặt, kết hợp với cái choáng của hóa đá của Ajanka, không chạy nổi luôn, cả team sấp mặt trong trụ thì bạn. Đi chung Andy, ok ok. Như lời bạn Arum nha, tập trung đánh nào. Thực sự thì team mình trận đấu này là đầu game khỏe hơn, nhưng mà cuối game thì bạn sẽ khỏe hơn đấy. Team mình cuối game khỏe chỉ có mỗi bạn Heate thôi. Hayate không đủ rồi. Kiểu nữa Joker có đồ thì một combo cũng cực kỳ khỏe. Thì có đồ này, Triệu Vân này, Zenka này, Hindu này, đều những chất tướng cực kỳ khỏe thời điểm đấy game.
Bây giờ là cố gắng là đi chung anh game nha. Nếu không mà khi là lật thuyền trong mương đấy. Cuối game thì chúng ta đánh Tunen như thế nào? Cái này cũng rất là quan trọng bởi vì cuối game Tunen cũng không quá mạnh anh em ơi. Các bạn nên giữ khoảng cách tốt. Bởi vì các bạn còn mắc cái chiêu 2 rồi. Các bạn giữ khoảng cách thôi. Ai yếu máu dùng gấu điểu giết. Có nội tại đồ điện giật 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 giật. Đó. Nhớ phải giữ khoảng cách nha. Chứ không thể đánh hổ báo như lúc đầu ở giữa game ở đâu anh em ơi. Bởi vì bây giờ team bạn có đồ rồi. Đang cực kỳ to. Ảo tưởng sức mạnh là sắp mặt luôn. Về các bạn ơi. Đừng thế mà. Team bạn khống chế ghê từ Gidu. SNK không vét được đâu. Từ từ nha bạn Lữ Bố ơi. May là Lữ Bố ăn được Azenka. Thì không là cũng hơi mệt đấy. Tại vì nếu mà team bạn có thêm một người nữa là Lữ Bố không ăn được đâu. Lữ Bố phong cách Max Slow. Ấu cho băng giá Ryu Hyuga. Đây này. Đánh luôn anh em ơi. Nồi điểu chết rồi. Mình xin các bạn phải quyết đoán như mình nè. Những cái pha mà các bạn cảm thấy ăn được mạng là phải nhảy vô luôn thật nhanh mà cái nội động. Có khi là chúng ta kết hợp tốc biến nội động. Rồi anh em ném chiêu 1 kích hoạt chiêu cuối. Nhảy thêm chiêu 2 phát nữa. Một combo chết một tướng địch đấy. Không đùa ở đâu, sốc đam mà rất là ghê. Ok, có lẽ thì video clip mua Việt trời Tunen đến đây là hết rồi. Xin chào anh em. Có kỳ mạng nữa, 15 mạng nha. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.